Hoa lan Quang Minh xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một dòng hoa lan đó là hoa khế. Tên khoa học của nó thì mình không có biết, nhưng mà tên tiếng Việt thì mình biết nó là dòng hoa khế. Dòng hoa khế này thì nó có màu cam, có màu đỏ. Và hiện ở dưới đây thì mình chỉ có một màu, đó là màu cam. Thì hoa của nó mini thôi các bạn. Nó nhỏ nhỏ như quả hoàng cam vậy. So với ngón tay của mình, các bạn thấy hoa nó mini thôi, nhưng mà hoa chùm. Loại này thì nó trổ bông trên thân các bạn. Nếu mà mình chăm sóc đạt á, thì trên cái thân này nó sẽ trổ rất là nhiều chùm hoa màu cam rất là đẹp. Và loại này hiện giờ thì mình chưa lấy hoa, chưa kích hoa, chưa cho rụng lá, cho nên là nó chỉ trổ có một chùm hoa mẫu vậy thôi. Loại này đặc thù của nó là khi trổ hoa thì nó sẽ rụng lá và hoa đơm trên thân như thế này. Màu cam rồi bên trong có viền đỏ, nhìn rất là đẹp. Màu sắc rất là nổi bật. Mặc dù hoa nó nhỏ nhưng mà hoa nó hoa chùm, cho nên mình nhìn vẫn thấy nó nổi, nó nhiều. Các bạn thấy nó giống như chùm hoa khế vậy đó, nhỏ nhỏ một thành chùm nên gọi là đen hoa khế. Thì loại này giá của nó là, để xích xuống thôi, cao quá máy quay không hết, để xuống đất đi. Loại này thì giá thành của nó là 200.000 một ố, 300.000. Loại này thì giá thành của nó là 300.000 một chậu. Và cũng như thường lệ thì bên mình sẽ đánh mã số. Khi mua lan các bạn vui lòng nói tên lan, mã số kèm theo ngày. Và hôm nay là ngày 12 tây tháng 3 2018. Loại này là bạn nào muốn chơi hoa thì mình về mình tiến hành kích hoa và cắt bớt nước nha các bạn. Bên mình chưa có kích hoa, chưa có rớt lá. Rồi giới thiệu giò mã số 1 đi. Nó luôn ha. Đây là giò mã số 1. Tất cả đều đồng giá 300.000 một giò ha các bạn. Mình thích giò nào mình lựa giò đó và mình ghi nhớ mã số của nó. Loại này thân nó cao khoảng 50-60 cm đó các bạn. Chậu thì khoảng là chậu phi 16. Khi mình mua mình đóng cái thùng sẽ dài đó. Đó, con để xuống đất để phía đó đó, quay mới hết được cây. Đó, vậy mới hết được cây. Đây là giò mã số 2. Rồi xoay đi, xoay đi. Tiếp theo là giò mã số 3. Tiếp theo là giò mã số 4. Tiếp theo là giò mã số 5.
Tiếp theo là giò mã số 6. Tiếp theo là giò mã số 7. Tiếp theo là giò mã số 8. Rồi. Tổng cộng là 8 giò không tí. Tổng cộng là 8 giò. Đồng giá là 300 ngàn một giò. Các bạn thích giò nào thì các bạn ghi nhớ mã số và điện thoại cho bên mình. Số điện thoại là 0908 846 804. Quay chung một bếp luôn hả? Hay quay riêng đi. Tiếp theo mình xin giới thiệu với các bạn một loại lan có tên là đen Hibiki. Đây là loại lan của Nhật. Và cái loại này là loại đen Hibiki thân cao. Giá bao nhiêu một chậu? 300. À, cũng 300 ngàn luôn. Rồi, đây là giò mã số 9. Giò mã số 9 đen Hibiki thân cao. Loại đen Hibiki này nó có thân lùn nữa các bạn. Và giá cũng là 300 ngàn luôn. Dòng Hibiki thì hoa lâu tàn lắm các bạn. Dòng Hibiki này cũng tương đối dễ hoa. Đây là chậu mã số 10 đang nụ. Chậu mã số 10. Tuần này về anh, tuần này về 200 cây. Các viên quýt không? 50.000 cây luôn. Tuần này về. Qua 11 đi. Chậu này 12. Con quá trời. Ừ, 11 cái con quá trời luôn nè các bạn. Chậu này nhiêu? 350 hả? Cái chậu này nhìn cái gốc của nó đơm cây con với mặt cưng luôn á. Quá trời cây con. Cái này là tự nhiên đó các bạn, không có dùng kích kỳ ha, kích con gì hết á. Mà từ cái chậu này nó đơm nhiều. Quá trời cây con. Cây con nó ra tự nhiên, nó rất là mập, khỏe, mau lớn. Giờ mã số 11 này là 350 ngàn nha các bạn. Bộ
Bụi này về chăm sóc một thời gian là thành bụi khủng luôn á. Cây con lớn rồi. Mã số 12. Vẫn là 300.000. Nó 14. Giò mã số 13. Giò mã số 13 này già cây, cây cao khoảng 70 cm luôn á các bạn. Để xích ra chút nữa cô mới quay hết được cái chậu. Ừ đó. Bụi này về là mình muốn chơi hoa là mình kích hoa được luôn. Rồi, quay chậu 14 đi. Nè, hết chưa? Ôi trời ơi. Hết chưa? Như vậy là mình vừa quay hai clip. Quay một clip gồm có hai loại lan, đó là đen hoa khế và đen hibiki thân cao thôi các bạn. Các bạn muốn mua loại nào các bạn vui lòng nói với mình tên lan kèm theo mã số, kèm theo ngày. Và số điện thoại bên mình là 0908 846 804. Địa chỉ vườn lan ở phường 4, Tiến Tránh, thành phố Tân An, Long An. Hoa Lan Quang Minh xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.